thứ năm tuần 27 thường niên, Luca đoạn 11 từ câu 5 đến câu 13. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: Bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp: Xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên, thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó, hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người sao? Suy niệm hôm nay thứ năm, chúng ta vẫn tiếp tục chủ đề cầu nguyện. Chúa dạy cho các môn đệ hãy kiên trì cầu nguyện liên lỉ. Giáo huấn của Chúa thật ấn tượng, đơn sơ nhưng sâu sắc. Khi Chúa đưa ra một dụ ngôn rất đời thường, đó là dụ ngôn người bạn quấy rầy. Trong câu chuyện này có ba nhân vật: người đi lỡ đường, người bạn và người hàng xóm đã lên giường ngủ. Tương quan giữa ba nhân vật thật đáng kính phục vì diễn tả nét đẹp của tình bạn và tình làng nghĩa xóm khi biết tương trợ lẫn nhau. Một dụ ngôn thực tế, một kinh nghiệm phổ biến trong đời sống hàng ngày. Làm việc gì, muốn thành công thì điều kiện đầu tiên phải có chính là sự kiên trì. Chúa đã áp dụng cái kinh nghiệm đó vào đời sống tâm linh, đó là việc cầu nguyện. Ai trong chúng ta không ít nhiều cũng có kinh nghiệm của sự quấy rầy đến độ ta không muốn cho cũng phải cho không phải vì tình bạn cao đẹp, nhưng ít nhất cho để tránh cho ta sự quấy rầy, để ta không là nạn nhân của sự cù nhầy đáng ghét, để ta được yên thân. Sự kiên trì, nhất là kiên trì khi cầu nguyện, luôn đưa đến thành công. Chúa muốn mời gọi các môn đệ cứ mạnh dạn xin, cứ kiên trì tìm, cứ gõ liên tục đừng ngừng nghỉ. Chúa Cha là đấng luôn ban cho những ai cứ xin, cứ tìm, cứ gõ. Cha trên trời sẽ không bao giờ chịu thua bất cứ người cha trần gian nào. Đó chính là cơ sở và động lực cho các Kitô hữu tin tưởng và kiên trì cầu nguyện. Trong thực tế, có lẽ chúng ta đã cầu xin rất nhiều, thế mà nhiều khi chúng ta chẳng nhận được. Tại sao thế? Thánh Giacôbê trả lời: Anh em không có là vì anh em không xin. Anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc. Chúa là đấng thấu suốt không gian và thời gian. Vì thế, Chúa sẽ ban cho ta điều mà chính ta không xin, không tìm, nhưng là cần thiết cho đời ta. Lạy Chúa, Chúa là đấng thấu suốt tâm tư của con. Chỉ có Chúa mới biết là những gì cần thiết cho đời sống chúng con hôm nay. Xin cho chúng con biết cầu xin điều đẹp ý Ngài, luôn tìm thánh ý Chúa hơn là ý của riêng con. Amen.